Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày 27 tháng 9 của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều tối qua, mưa dông đã xảy ra nhiều nơi tại khu vực này. Một số nơi đã xuất hiện lượng mưa lớn như tại Biên Hòa, Đồng Nai 123mm, tại Đà Lạt 102mm, Tân Sơn Nhất là 102mm. Đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa nặng hạt bắt đầu vào khoảng gần 17 giờ chiều qua, kéo dài đến tận gần 20 giờ vẫn chưa ngớt, đã biến nơi đây thành biển nước mênh mông, giao thông ùn ứ tắc nghẽn. Nhiều tuyến đường ngập sâu khiến cho các phương tiện di chuyển khó khăn. Dự báo thì gió Tây Nam hoạt động chưa có dấu hiệu suy yếu nên mưa dông thì vẫn tiếp tục xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong những ngày tới. Đặc biệt tại khu vực Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh thuộc Nam Bộ thì có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa mưa to. Trong cơn dông thì còn tiềm ẩn những hiện tượng nguy hiểm như là sấm sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Vào ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở vào mức nhiệt từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và dao động từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Trong khi đó, tại khu vực Trung Bộ, trong 2 ngày tới thời tiết chuyển thuận lợi hơn. Do rãnh áp thấp gây mưa suy yếu nên mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một vài tỉnh thuộc khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Ban ngày thì toàn miền có nắng cùng với nền nhiệt sẽ dao động từ 31 đến 34 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và dao động từ 32 đến 35 độ cho khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng Bình Thuận. Sau đó từ khoảng ngày 30 thì rãnh áp thấp có khả năng được thiết lập trở lại tại khu vực này nên mưa sẽ tăng hơn tại các tỉnh thuộc Trung và Nam Trung Bộ. Với thời gian mưa thì tập trung vào thời điểm đêm và sáng nên nhiệt vì vậy mà sẽ giảm nhẹ. Trở ra với khu vực Bắc Bộ, kể từ đêm nay thì thời tiết sẽ có sự chuyển biến do tác động của không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Trời phổ biến nhiều mây và có mưa rải rác tại các tỉnh vùng núi. Còn với khu vực đồng bằng thì trời chỉ chuyển nhiều mây và mưa sẽ xảy ra ít hơn. Nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều mai dao động từ 30 đến 33 độ. Sau đó sang đến ngày 29 và ngày 30 thì toàn khu vực sẽ giảm mưa nhanh, có chăng chỉ xuất hiện lác đác tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc như tại Lai Châu, Điện Biên vào thời điểm đêm và sáng. Ban ngày thì trời còn nắng cùng với mức nhiệt trưa chiều dao động từ 29 đến 32 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và từ 30 đến 33 độ tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, ngày 28 và 29, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm mưa rào rải rác, nên nhiệt độ giảm từ 30 đến 33 độ trong ngày 28 tháng 9, xuống mức nhiệt 29 đến 32 độ trong ngày 29. Sang ngày 30, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm mưa rào rải rác, nên nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, cao nhất trưa chiều dao động từ 30 đến 33 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, trời phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ ổn định ở mức nhiệt 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày tới trời phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Riêng phía Nam từ chiều tối ngày 30 thì sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động từ 31 đến 34 độ. Lui xuống khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng Bình Thuận, trong 2 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trưa chiều từ 32 đến 35 độ. Sang đến ngày 30 tháng 9, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm sẽ có mưa rải rác nên nhiệt giảm nhẹ đến khoảng 1 độ, phổ biến dao động từ 31 đến 34 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, từ ngày 28 đến ngày 30, mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối sẽ có mưa dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, cần đề phòng với gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ dao động từ 28 đến 31 độ. Ở tại khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng với dông sét và gió giật trong cơn dông. Nhiệt độ phổ biến dao động ở mức nhiệt 30 đến 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, vào ngày mai, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm mưa rào rải rác, nền nhiệt độ sẽ giảm nhẹ, cao nhất trưa chiều, dao động từ 30 đến 33 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, trời phổ biến mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ ổn định từ 30 đến 33 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Meiji, nên phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và không an toàn cho các động hàng hải. Còn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3 đến cấp 4.
Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động ở mức cấp 5, trời vẫn có mưa rào và dông rải rác làm cho tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật trong cơn dông. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.